Xin chào mọi người, trong livestream này Liên sẽ trả lời câu hỏi của phụ huynh nha. Ai có câu hỏi thì xin hãy comment. Mặc dù là Liên rất là ngại trả lời câu hỏi trên livestream, tại vì có nhiều cái Liên phải hỏi chi tiết mới được, nhưng mà cũng có nhiều câu trả lời được, thành ra mọi người đừng ngại. Hãy trả lời, ai có câu hỏi gì thì comment, Liên sẽ trả lời trong vòng một tiếng đồng hồ ha. Thì trong khi chờ đợi mọi người tham gia, Liên xin được thông báo là lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến ngày 3, 4, 5, 6 sẽ là từ 9 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam. Quý vị nào mà chưa đăng ký thì đăng ký lẹ lên, tại vì gần hết chỗ rồi ha. Cái khóa học này không thể hơn 100 người được, mà cái số người học lại thì rất là đông, và họ đang chờ biết là họ có được học lại hay không. Cho nên Liên cần, đương nhiên là Liên phải ưu tiên cho những người học mới, còn khi nào mà trống chỗ thì những người học lại mới được học. Thành ra là xin quý vị hãy nhanh tay lẹ chân để cho những người học lại đó họ biết, mà họ sắp xếp thời gian của họ hen. Thì quý vị nào mà chưa đăng ký thì có thể lên trang nhà trầnthiailiên.vn để mà đăng ký, hoặc là ai có câu hỏi gì thì gọi 0906667734. Và những người mà gặp khó khăn về tài chính, muốn được nhận voucher, nhận coupon để thì xin hãy gọi 0906667734. Ok. Và bây giờ thì có câu hỏi nào chưa? Bây giờ Liên xin chào Thảo Nguyễn, xin chào Dương Trang Phương Anh, xin chào Helen Nguyễn, xin chào Đặng Hoàng Lân, xin chào Thanh Huyền, xin chào Bùi Cao Bửu, xin chào Ốc Sen, xin chào Huy Trần Bùi, xin chào Teresa Hosoya. Ok. Bây giờ là livestream trực tiếp ở trên fanpage Trần Thị Ái Liên. Hiện tại là 11:40 trưa thứ 6, 29 tháng 3. Và bây giờ Liên sẽ share cái này lên tường nhà của Liên. Và Liên sẽ share trong nhóm Cha Mẹ Tuyệt Vời. Thì quý vị biết là nhóm Cha Mẹ Tuyệt Vời có rất nhiều nhóm nhái hen. Giờ hình hỏi làm sao để phân biệt cái nào là nhái, cái nào thiệt hả? Liên cũng không biết nữa quý vị ơi. Chịu thua. Ở Việt Nam cái tên Trần Thị Ái Liên cũng nhái, tên Kỷ Luật Không Nước Mắt cũng nhái, rồi tên tên nào mà Liên đặt ra thì Liên thấy cũng bị nhái hết trơn á, chứng tỏ là Liên đặt tên rất là hay đúng không? Ok. Ok. Có câu hỏi chưa ta? Thảo Nguyễn, chị ơi, em chuyển PayPal cho Trí Tuệ bị không đúng, em phải làm sao ạ? Trời, cái chuyện này tôi chịu thua nha. Ai mà chuyển PayPal thì gọi hỏi PayPal á, tôi cũng biết làm sao. Tôi đã gửi thông tin cái cách chuyển rồi. Bạn muốn biết cách chuyển PayPal thì hỏi PayPal, hay hỏi người nào gần mình mà biết công nghệ, chứ giờ làm sao mà Liên chỉ cho bạn, Liên cũng biết cách làm sao chỉ được ha. Xin chào Hà Hồ, xin chào Thảo Nguyễn, xin chào Mai Ngọc Yến. Ok, sao không ai có câu hỏi vậy ta? Ok, thì trong khi chờ đợi mọi người đặt câu hỏi thì Liên sẽ nói chuyện tiếp. Là như là trong lớp trí tuệ cảm xúc, chúng ta sẽ nói về cái nội dung như sau. Đây là dàn bài của lớp trí tuệ cảm xúc. Hiểu đúng, số 1, hiểu đúng về cảm xúc. Số 2, những hiểu lầm tai hại về cảm xúc. Số 3, thế nào là người có trí tuệ cảm xúc. Số 4, lợi ích của trí tuệ cảm xúc. Số 5, điều gì ảnh hưởng tới sự tăng giảm của trí tuệ cảm xúc. Số 6, cách luyện tập trí tuệ cảm xúc cho bản thân. Và số 7 là áp dụng trí tuệ cảm xúc trong gia đình, công việc và các mối quan hệ, và trong việc dạy con. Thì cái hay của cái lớp trí tuệ cảm xúc trực tuyến là mình làm việc trực tiếp với nhau trên mạng, cho nên là mình không có bị cái chuyện giới hạn thời gian, không bị giới hạn về thời gian và không gian. Quý vị ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, miễn là quý vị có internet, wifi, 3G, điện thoại, iPad, laptop, máy tính, quý vị có thể tham gia được. Và chúng ta không có bị giới hạn thời gian không gian, cho nên nếu như mình cần phải hẹn nhau thêm một buổi nữa thì mình sẽ hẹn. Vì vậy cho nên tất cả các câu hỏi của quý vị ở trong lớp trí tuệ cảm xúc sẽ được Liên trả lời rất là thấu đáo. Ủa sao không có ai trả lời đặt câu hỏi hết trơn vậy ta? Có ai có câu hỏi gì không? Không có ai đặt câu hỏi hết chị. Toàn là chào không, không ai đặt câu hỏi hết. Toàn là chào không à. Chào Hảo Bùi, chào Dung Lê, chào Xuân Hà, chào Nga Cao, chào Thị Quyên Nguyễn. Câu hỏi, có ai câu hỏi gì không? Chào Hưng và Lê Vân.
Có người hỏi Liên về cái chuyện coaching, thì cái chương trình coaching á là cũng đăng ký trên trầnthiailien.vn ha. Thì khi mà quý vị đăng ký coaching thì là mình sẽ gặp nhau mỗi thứ ba lúc 9 giờ tối, cũng gặp ở trực tiếp trên mạng. Thì Liên sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Thì đương nhiên là dạy con là cái chuyện không cần phải có bằng đại học mới làm được, nhưng mà nó là cái chuyện thật sự nó không có dễ dàng, tại vì mỗi đứa trẻ mỗi khác, mỗi hoàn cảnh mỗi khác và mỗi gia đình mỗi khác, cho nên là 7-8-9 năm nay là Liên chỉ nói về cái cách dạy con, nhưng mà Liên chưa bao giờ mà cầm tay chỉ việc ai hết, cho nên có người thành công có người thất bại. Và bây giờ thì Liên thấy thông tin của Liên nó đầy trên mạng đó mà, phải không? Các khóa học của Liên người ta quay về, người ta để miễn phí trên YouTube rất là nhiều, cho nên bây giờ quý vị muốn học thì cứ lên YouTube coi miễn phí, và rồi nếu quý vị không làm được thì tham gia cái coaching, thì Liên sẽ chính xác là cầm tay chỉ việc từng trường hợp một. Quý vị nào muốn đăng ký coaching thì là đăng ký trên trầnthiailien.vn ha. Dương Thiên Bình nói chị Liên có ý định mở lớp ở miền Bắc không? Có nhưng không có ngay lập tức đâu, tại vì chuyến này Liên về Việt Nam cũng không có lâu. Liên về Việt Nam chắc 2 tháng Liên phải đi về Mỹ lại rồi, thành ra là chuyến này là Liên chỉ tập trung làm ở miền Trung thôi, Liên không có làm đâu khác ngoài miền Trung. Tại vì sự thật là Liên làm Đà Nẵng, Việt Nam, ở Sài Gòn, Hà Nội cũng nhiều quá rồi quý vị. Mấy năm nay là làm Sài Gòn, Hà Nội không á, chứ có làm đâu khác đâu. Đặng Hoàng Lân, chị Trần Thị Ái Liên, nếu có một trường học online mời chị làm hiệu trưởng thì chị có đồng ý không? Cũng có thể, cũng có thể. Vấn đề là cái trường đó như thế nào? Nó tùy ở cái chuyện với trường đó dạy cái gì, như thế nào. Nhưng mà mình sẵn sàng nói về việc đó. Sự thật là Liên cũng đang cố ý muốn mời, muốn tổ chức một cái platform để cho phụ huynh dạy con ở nhà đó, dạy con ở nhà homeschooling, thì muốn làm lắm nhưng mà chưa xong. Phương Nam Quách là hỏi là theo cô Liên mình có nên làm test sinh trắc vân tay để hiểu con hơn không cô? Thì mình có làm một cái livestream nói về sinh trắc vân tay đó, thì mọi người có thể lên cái kênh YouTube Trần Thị Ái Liên để coi. Nhưng mà ở đây Liên cũng có thể nói ngắn gọn là như vậy. Phương Nam Quách, sinh trắc vân tay, họ nói là cái vân tay nó là liên quan tới một cái thùy não gì đó, cái đó không có cơ sở khoa học. Vân tay không liên quan gì tới não hết, tôi bảo đảm với quý vị điều đó. Nhưng mà sinh trắc vân tay á, thì có người làm thấy đúng, có người làm thấy sai. Tại vì sao? Vì họ làm theo thống kê, chứ không phải, chứ nó không có liên quan tới não vậy đó. Thì khi mà mình thống kê thì mình thấy là con người ta có những cái tính cách mà ai cũng có, hay có những tính cách mà đa số người ta có, hay có những tính cách mà 30% dân số có những tính cách là có 15% dân số có. Thì chính xác sinh trắc vân tay là thống kê, cho nên là sẽ có trường hợp đúng, có trường hợp sai. Nhưng cái nguy hại của sinh trắc vân tay á là cái người tư vấn á, họ đập bỏ rất nhiều những cái định kiến cá nhân của họ vào trong cái sự tư vấn. Cho nên là cái nguy hiểm là mình cứ coi sinh trắc vân tay như là thước ngọc khuôn vàng á, thì mình đóng khung con mình. Thành ra là bản quan điểm cá nhân của Liên là không nên làm sinh trắc vân tay, mà hãy để cho con mình tự khám phá chính bé, hãy tạo điều kiện cho bé tự khám phá chính mình để bé tự hiểu mình, chứ đừng có nghe theo lời phán của người khác. Đó là quan điểm cá nhân của Liên. Nhung Lê hỏi là chị có cách gì để khắc phục việc lười biếng của bé không ạ? Bé 8 tuổi. Đây là cái ví dụ để quý vị thấy là cái chương trình coaching nó cần thiết. Để trả lời câu hỏi của Nhung Lê thì Liên cần phải hiểu là bé lười việc bé lười biếng là việc gì. Chứ Liên bảo đảm với quý vị trên đời này không có ai mà lười tất cả mọi việc. Con nít nó siêng chơi lắm, nó không bao giờ lười chơi. Có những việc mình rất là siêng làm, ví dụ như là Liên rất ghét nấu cơm nhưng mà Liên rất siêng khuấy cà phê. Liên rất ghét rửa chén nhưng mà Liên rất siêng Liên rất siêng Liên cũng biết Liên xuyên cái gì nữa. Liên xuyên làm livestream. Làm livestream là chẳng có ai cần phải thúc hối Liên. Cho nên là Liên cần phải biết là cái việc lười biếng của bé là việc gì. Bé 8 tuổi, con trai hay con gái. Và nó lười từ khi nào? Có khi nào nó xuyên hay không?
tính cách của bé là cái gì. Là trong câu hỏi của Dung Lê là không thể trả lời được ha. Nhưng mà thường quý vị ơi, cái việc gì người ta lười là vì nhiều lý do. Thứ nhất là cái việc khó quá người ta làm hoài không được, ta bỏ cuộc. Thứ hai là nhiều khi người ta không biết cách làm và mình không chỉ cho người ta cách làm. Thứ ba là mình vô tình cho người ta một cái niềm tin, đó là cái việc nặng nề. Nếu mà mình một đứa trẻ lớn lên nó thấy cái người đó mỗi lần làm việc đó là nhăn nhó thì trong lòng nó tự nhiên nó hiểu lầm cái việc đó là việc nặng nề, cho nên khi giao cái việc đó cho nó, cái nó thấy nó khó khăn khủng khiếp. Thứ tư là nhiều khi trong gia đình của mình có cái thói quen đổ lỗi, đổ thừa, đẩy đùn đẩy thì con mình cũng sẽ bị nhiễm theo cái thói quen đó. Cho nên là có rất nhiều lý do tại sao người ta lười, và mình cần phải hiểu rõ chính xác cái điều gì đã ảnh hưởng thì mình mới có thể khắc phục được. Hoa Phan, câu hỏi là con em năm nay 5 tuổi nhưng không thích đi học, sáng nào cũng lề mề. Hỏi cô giáo thì cô nói bé trên lớp rất ngoan. Thì rất có thể là cái cách kêu con dậy của chị á, nó làm cho bé cảm thấy không có vui nha. Chị có thể lên YouTube tìm, chị có thể tải cái app kỷ luật không nước mắt và theo dõi cái khóa học cha mẹ am hiểu, trong đó có nói cái cách thức dậy buổi sáng á, cho bé vui vẻ. Và cũng có thể là cái việc mà những ngày đầu tiên bé đi học á, bé đã bị thúc ép đó, bé đã bị có nhiều phụ huynh là đem con tới bỏ vô trong trường rồi chạy trốn, thì cái đó nó tạo ra một cái ám ảnh làm cho đứa bé nó sợ hãi. Nhưng mà tới khi nó vô lớp nó ngoan là vì trong lớp cô giáo có các hoạt động nó vui, thì nó bắt đầu nó quên đi những cái chuyện kia và nó vui vẻ. Này thành ra là như trong chuyện này Liên cũng không có đủ thông tin để trả lời, phải không? Nếu mà trong coaching á thì Liên sẽ hỏi chi tiết là sáng dậy làm gì, dậy từ mấy giờ, cách gọi con của chị như thế nào và bé trả lời như thế nào, từng cái cách gọi con nó phải bé phản ứng ra sao, và cái sự lề mề đó có nghĩa là bao nhiêu phút. Thật sự nhiều khi mình thấy nó lề mề, mình thấy nó lâu, chứ hỏi ra nó có vài phút thôi, và tại vì trong lòng mình nôn nóng cho nên mình thấy 4 phút nó là dài. Trong lòng mình không nôn nóng thì mình sẽ thấy 4 phút nó là ngắn. Là trong coaching mình sẽ hỏi kỹ chuyện đó và mình mới trả lời được. Nhưng mà ở đây Liên có thể nói sơ sơ như vậy để mà chị cũng có thể hiểu được cái vấn đề ha. Nga Cao, bé nhà em 4 tuổi, việc gì cũng hiểu nhưng đi tè mê chơi, đi tè trong quần luôn. Em có nói bé như vậy không ngoan, bị ngứa bướm, bạn bè không chơi với mình, em chưa thấy bé thay đổi. Xin lỗi Nga Cao, tuyệt đối không bao giờ chê bai cái chuyện con nít tè trong quần hả quý vị. Theo lời của Freud, là một trong những cái ông tổ lớn nhất của ngành tâm lý học á, họ nói là cái một trong những cái lý do dẫn đến cái việc là người ta lớn lên người ta tự ti mặc cảm á, là vì hồi nhỏ mỗi lần tè trong quần là bị chọc ghẹo. Tuyệt đối không bao giờ chọc ghẹo cái việc con nít tè trong quần, mà phải hiểu được rằng cái quá trình dạy con bỏ bỉm của mình đã không có hợp lý. Thành ra là bây giờ bộ phải làm lại cái cách dạy con bỏ bỉm á. Bước 1, thật ra là đó, nếu là trong coaching thì mình sẽ hỏi kỹ là bồ đã dạy con bỏ bỉm như thế nào, nhưng ở đây không có thông tin thì mình đành phải nói là như vậy. Bồ thử coi cái cách làm của bồ chỗ nào đúng chỗ nào sai ha. Bước 1 là ví dụ như là bây giờ con bồ 4 tuổi rồi thì nó cũng không còn áp dụng nữa, nhưng mà ý nó là Liên sẽ nói ra cái cách làm để bồ coi là cái cách bồ làm nó có phần nào giống, phần nào không giống, thì là bồ có tùy nào chỉnh sửa. Thì cách làm là ví dụ con nít nó lúc nó đã mười mấy tháng thì mình bắt đầu mình dạy cho nó là khi nào mà nó muốn tè thì nó báo cho mình. Bước 1, nó bé báo xong thì nó tè trong biển. Rồi bước 2 là khi nào mà nó bước 1 là khi nào nó tè rồi nó mới báo, tức là sau khi nó biết là tạ biển nó ướt thì nó báo. Bước 1. Bước 2 là khi mà nó muốn tè thì nó báo, nhưng nó vẫn tè trong biển. Bước 3 là khi nó đã thuần thục chuyện đó rồi thì mình nói khi nào muốn tè thì ngồi lên bô nhưng vẫn có biển tè trong biển. Bước 4 thì mới bắt đầu là khi muốn tè thì tháo biển ngồi trong bô, phải không? Và khi cái đó thuần thục là dẹp biển luôn nhưng nó vẫn còn biển ban đêm. Và cho tới khi nào mà sáng nào bé ngủ dậy á, biển cũng khô hết thì lúc đó mới bỏ biển ban đêm.
cái vấn đề chính là mình phải giúp cho bé có một cái nhận thức, một cái sáng suốt, hiểu được rằng mình cần phải nhận biết khi nào mình muốn tè. Còn là nếu mà mình đã không tập cho nó cái chuyện này thì là khi mà nó không có việc gì á, thì là có khi nó nhớ tè, có khi không nhớ tè. Còn khi nó có việc vui nó quên là cái chuyện bình thường ha. Nhưng mà cái quan trọng á Nga Cao, đừng bao giờ nói như vậy là không ngoan. Cái đó không có gì là không ngoan hết. Đừng có đe dọa là bạn bè không chơi với mình. Điều đó làm cho nó lớn lên nó tự ti và nó sẽ kém, nó sẽ giao tiếp kém ha. Tú Nhi nói là chị ơi cố gắng mở bạn của bé ở Sài Gòn đi. Ủa, bạn của bé nó lâu nay nó luôn luôn ở Sài Gòn mà. Ý bạn là cái gì vậy? Hồng Thao, em chào chị Ái Liên. Con trai em đang học lớp 1 nhưng cháu rất lười học. Tối đến cháu không tự giác học mà mẹ nhắc đi học. Học cùng thì cháu mới chịu học nhưng học vẫn không tập trung. Mà làm bài thì ít rồi lại nghịch. Em rất bực mình. Hồng Thao ơi, để trả lời câu hỏi của bồ á là cần phải nguyên một ngày á. Cho nên Liên đề nghị là bồ hãy tải cái app Kỷ Luật Không Nước Mắt. Trong đó có cái khóa học Cha Mẹ Hồn Nhiên. Bồ hãy theo dõi cái khóa học đó thì bồ sẽ thấy cái câu trả lời nó rất là thấu đáo. Nhưng ở đây Liên nói ngắn gọn là như vậy. Cái chuyện mà con nít nó đi học lớp 1 á, là một cú sốc rất lớn. Là tại vì hồi mẫu giáo á, con nít nó đâu có học đâu. Nó toàn chơi, mà nó vô lớp là chơi hay toàn hết đồ chơi này đồ chơi khác. Vô lớp 1 nó phải ngồi yên ở trên bàn á, thì là nó không có quen là chuyện đương nhiên. Thứ hai là con nít vì nó không quen cho nên là mình muốn cho nó quen thì mình phải ngồi yên, ngồi chung với nó, mình hỗ trợ tinh thần thời gian thì nó mới quen chứ. Chưa chi mà đã đòi người ta làm cái chuyện mới tinh như vậy, một mình người ta đâu có được. Mà bây giờ hãy tưởng, quý vị hãy tưởng tượng một đứa nhỏ, nó con nít, bản chất con nít là thích chạy chơi, thích chạy nhảy, mà bắt nó ngồi yên, nó ngồi trong lớp nó đã khổ lắm rồi, về nhà còn bắt ngồi yên nữa. Thì cái đó có phải là đi ngược với sự tự nhiên không? Cái gì mà đi ngược với tự nhiên thì người ta không ai thích làm. Cho nên là phải luyện tập từ từ. Vì vậy mình phải ngồi học với con mình trong những ngày đầu bé vô lớp 1 cho tới khi nào bé quen thì lúc đó mới giảm dần ha. Cái việc mình bực mình thì mình có quyền bực mình. Nhưng mà rõ ràng là đứa trẻ nó không có gì sai, mà là cái cách làm của mình sai ha Hồng Thao. Em hãy tải cái app Kỷ Luật Không Nước Mắt và tham gia cái theo dõi cái khóa học Cha Mẹ Hồn Nhiên nha. Thảo Nguyễn câu hỏi: chị ơi, con em từ nhỏ đã có khiếu âm nhạc, em cho cháu đi học piano từ 6 tuổi, giờ cháu 9 tuổi nhưng không muốn học nữa. Vậy nên em có nên ép con học piano tiếp không chị? Cái này á, bồ phải tìm hiểu thử coi tại sao không muốn học nữa. Đôi khi người ta không muốn học nữa không phải vì người ta không còn thích piano nữa, mà người ta không thích cái cách dạy piano của cô giáo, hoặc là người ta không thích cái cô giáo đó, hoặc người ta không thích cái trường đó, hoặc người ta không thích bạn bè ở trong cái lớp đó. Và rất có thể là nó chỉ tạm thời không muốn học nữa thôi, nhưng mà nó vẫn thích piano, thì là mình tạm nghỉ thời gian rồi mình trở lại. Bạn phải tìm hiểu cái lý do cho kỹ. Và đôi khi là nó chỉ mệt thôi, và nó mệt vì cái đi học về nhiều thứ quá nó mệt, hoặc là nó bị đau tay, hoặc là nó bị mỏi tay. Thì nếu mà chỉ vì mỏi tay thôi thì có thể ăn chuối hay ăn cam cho nó có thêm kali cho nó bớt mỏi.